được cấp phép từ năm 1997, tức là cách đây 26 năm. Đến nay, dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vẫn dang dở. Phần khung với 11 tầng nổi, một tầng hầm và một tum gần như đã xong. Nhưng như thế là chưa đủ để vận hành một bệnh viện quy mô 500 giường như thiết kế ban đầu. Những người dân sống gần đây không thể hiểu được vì sao một dự án với vốn đầu tư lên đến 50 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 1.000 tỷ đồng Việt Nam, lại có thể bị bỏ hoang như thế. Cái chỗ đất này đâu có phải là ít tiền đâu. Đất này rất nhiều tiền, mà nếu mà xây dựng lên công trình khác thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho người dân ở xung quanh rất nhiều. Người dân chúng tôi đề nghị là coi như các cấp chính quyền xem xét, rồi là chuyển đổi mục đích hoặc thu hồi cái dự án, đừng để lãng phí như thế này. Dù là nguồn vốn của ai đi chăng nữa thì cũng rất lãng phí. Khoảng đất rộng 8.500m² giữa trung tâm quận Cầu Giấy được thành phố Hà Nội cho doanh nghiệp thuê trong 40 năm để xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội. Hơn một nửa thời hạn đã qua, công trình ngày một xuống cấp, những bãi rác lớn nhỏ vây quanh. Việc duy nhất mà địa phương có thể làm là đôn đốc, thúc giục chủ đầu tư. Thu hồi đất ấy, thì thẩm quyền là cũng không phải là của phường, cũng không của quận. Về mặt trách nhiệm của phường, quận cũng đã có nhiều văn bản, cũng nhiều cuộc họp để mời chủ đầu tư, để đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thiện, tập trung nguồn lực và sớm hoàn thiện cái dự án để đưa vào sử dụng. Thì họ vẫn cam kết là họ sẽ thực hiện hoàn thiện xong cái dự án thôi. Đến thời điểm này thì dự án cũng chưa thể đưa vào sử dụng được. Có những sự lãng phí khó nhận thấy hơn. Đằng sau cánh cửa này là một trong ba dự án xã hội hóa đầu tư bệnh viện đang triển khai ở quận Bắc Từ Liêm. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Sinh do Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông làm chủ đầu tư với tổng số vốn dự kiến là hơn 845 tỷ đồng. Hơn 25.000m² đất đã được bàn giao. 11 năm qua chỉ có cỏ dại mọc tùm, không có dấu vết nào của một bệnh viện quy mô 350 giường. Vậy mà cách đây 2 tháng, Sở Tài nguyên Môi trường mới ban hành quyết định kiểm tra dự án này. Sở Tài nguyên Môi trường đã có quyết định thanh tra. Thì khi nào mà có quyết định thanh tra thì Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban quận chỉ đạo các đơn vị có liên quan của Ủy ban phường là phối hợp tổ chức thực hiện theo quy định. Những dự án trăm tỷ, nghìn tỷ sau hơn 10 năm, 20 năm đã trở nên nhếch nhác, hoang tàn. Không còn mấy hứa hẹn sẽ là những bệnh viện chất lượng cao giúp giảm tải cho hệ thống y tế. Liệu những công trình ấy có còn thích hợp với quy hoạch chung của thủ đô hay không? Đó có lẽ cũng là việc cần được bàn tính vào lúc này.